đầu tiên mình đi ra Vũng Tàu. Bây giờ tới đây ghé đây ăn cơm niêu quyền xương nghe nè. Kho quẹt này canh cá bông lau hả? Yeah. Chua cá bông lau, cá kho tổ bông lau, còn này thập cẩm rau luộc để ăn với kho quẹt đó. Rồi, rồi dùng đi. Dùng. Giờ rồi mình đã tới thành phố Vũng Tàu đây. Các bạn hai bên đường để trồng bông hoa giấy. Bông bên đây là bông màu vàng, bên đây là đủ sắc màu hoa giấy. Trời đẹp quá trời ơi. Rất là đẹp. Đó. Bên đây bông vàng. Check-in phòng rồi các bạn. Sắp sửa đi phượt nhiều ngày. Đang ngồi đợi chủ nhà. Vali đã bỏ ngoài này. Bỏ ngoài xe để đi phượt đây. Nãy giờ ta chưa có bóng, gặp lại đi. Đây nha, tôm Huế và giò heo. Rồi, dạ. Rồi, thịt nạm. Đó, rồi xin mời nha. Cùng đi. Hấp dẫn lắm nha, đông lắm nha các bạn. Sáng cũng vậy, mày thấy xuống đây đông mà. Đây, phố cổ Huế Quân Quyền đang ở Vũng Tàu nha các bạn. Thấy đông quá, hải sản đông quá trời. Ngon. Ngon hả? Đây tô đặc biệt đó các bạn, 65.000 nha. Ăn rất là ngon ha. Cực cực ngon. Rồi. Quá là ngon luôn. Ra Vũng Tàu thì ghé ăn bún bò Huế Quân Quyền này nha. Tô 65.000 đặc biệt, ăn rất là ngon nha. Đấy. Bây giờ sau khi ăn sáng rồi giờ mình đi uống cà phê. Ở này là cà phê ở Bãi Có Đường Tát. Biết rồi. Ở đây là bãi trước rồi các bạn.
Đây là biển, biển trước nè các bạn ơi, quá trời đẹp rồi các bạn ạ. Ồ, bao la đây, bao la đại dương đây. Đây. Ba đâu? Ba Nemo đây. Nè. Con cầm đi về vô hình mới được, còn qua nay không được. Quay vô mình đi rồi các bạn nhích nhích tới quay quay vô. Đây. 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 Cắt được rồi, cắt được rồi. Đi ra từ từ em ấy. Con ngồi đó đi. Ngồi vô hình luôn mà. Rồi. Anh vô luôn đi. Rồi. Cho nó vô hình cái rồi. Đây. Ê. Vô khung này đi, vô khung này đi rồi hỏi lại. Giơ tay lên chào đi. Ok rồi. Đẹp lắm à, vô khung nó đẹp lắm à. Đẹp lắm nè. Cầm đi. Cầm đi. Vô ạ. Vô đây nè, vô đây nè. Đây nè, cẩn này có biển. Phan, vô đây cái. Dạ. Vô khung này đi. Chụp nó vậy ha. Chụp nữa đây. Biển không thấy kìa đó. Bị nó ngược ăn nghịch ánh sáng rồi. Rồi. Rồi bay. Thôi được rồi, ít thôi còn